Xin chào lại toàn thể cô bác bà con. Hôm trước mình có cái video trước á, mình sẽ đăng kết vào cái video này là mình đã quay làm hai cái thùng IMO là vi sinh vật bản địa đó. Thì một cái thùng là dùng chuối già, viên men rượu, men bánh nhỏ với đường trắng. Cái thùng bên kia thì mình làm men rượu lớn, chuối sim và đường vàng. Mình có nói là để mình thông báo là cái nào nó ok, nó ổn hơn. Thì mình sẽ kết nối lại cái video này qua cái video kia, là cho cô bác bà con biết là cái men rượu lớn á, nó sẽ ổn hơn, ok hơn. Và còn cái chuối già, chuối sim thì mình nghĩ nó không vấn đề. Rồi hôm nay mình sẽ lấy một cái tỷ lệ 1:20 cho cô bác bà con, mình đã khử mùi cho cô bác bà con xem. Nãy mình đây là mình đã lấy, mình đã lượt ra để nó dính bét nghe quý vị. Một cái điều tình cờ cũng giống như một cái hiện tượng mình muốn chia sẻ cho cô bác bà con á. Đây là cái bô tiểu của tía mình, bô tiểu này. Còn đây là cái bình mình đã sử dụng để mình phun khử mùi. Đây là cái bình tiểu, nước tiểu rất là khai, rất là hôi nha cô bác bà con. Nhưng mà mình lỡ tay, mình làm đổ nó như thế này nè, nó còn hiện trạng như vậy. Bình thường là nước tiểu và cái bình này nó rất là hôi, nhưng hôm nay mình đã khử mùi, mình làm cái IMO, mình đã đưa vô cái bình tỷ lệ 1:20 này, mình phun vô là nó hết mùi nghe, nó hết mùi ngay lập tức. Mình muốn chia sẻ cái điều này cho cô bác bà con để bảo vệ môi trường, để khử mùi trong gia đình, để xử lý rác thải làm phân hữu cơ, để làm lấy cái IMO mình có thể làm thuốc trừ sâu sinh học tự chế, mình làm để mình xịt vô vườn nhà cây cối của mình. Còn một cái điều mà quan trọng là mình khử mùi trong cái này nè, nên mình mới bị làm đổ. Nước tiểu của ông tía thì rất là hôi, nhưng mà sau khi mình đã khử mùi rồi, mình có xịt vô đây một ít nè, mình xịt vô đây một ít, rồi mình phun sương, rồi mình xịt vô đây một ít nước, thì khi nó đổ ra thì hoàn toàn không có mùi hôi thối nghe quý vị. Đây là bằng chứng, tại vì trước đó mình đã làm một lần rồi, mình cũng vô tình mình làm đổ một lần rồi mà nó cũng không có mùi. Mà hôm nay thật sự là một sự vô tình nữa, chứ không phải là cố tình làm để quay cái video này. Nhưng mà sẵn đây cái mình quay luôn về cái vấn đề là nó không có hôi thối. Mình cũng xịt như vậy, giống vậy nè, mình xịt cái mình đưa vô trong, mình xịt miếng cho mình giữ nước lại á, mình giữ nước lại trong đó để cho đừng có hôi thối. Đây nó văng tùm lum tùm lưa hết trơn, nước tiểu của ông tía. Rồi mình muốn chia sẻ vấn đề đó để cho cô bác có biết cái IMO nó có lợi ích trong cuộc sống mình như thế nào. IMO là vi sinh vật bản địa nghe quý vị, mình có thể tự làm. Mình xin cảm ơn toàn thể cô bác bà con đã quý mến mình, đã xem kênh của mình, đã ủng hộ mình, đã đăng ký kênh của mình. Thì mình nghĩ là nếu cái gì hữu ích thì mình nên chia sẻ cho bà con, còn những cái gì không hữu ích thì mình nên xử lý cho nó tốt rồi mình sẽ chia sẻ cho bà con. Giống như cái vấn đề này thì mình mong bà con cô bác xem, nếu thấy hữu ích, nếu thấy nó lợi ích cho cô bác bà con và môi trường ở xung quanh mình, thì mình nên chia sẻ cho nhiều người biết, chia sẻ lên Zalo, Facebook hay là một cái trang mạng xã hội nào đó, để cho nhiều người được biết cái chương trình này, để mình làm tốt hơn trong cái cuộc sống mình nó tươi đẹp hơn. Thì cái này là mình tự làm, tự ủ, rồi tự thí nghiệm. Thì muốn biết nó có thành công hay không thì theo thạc sĩ Quỳnh Sơn Công á, thì mình lấy tỷ lệ 1:20, 1:50, pha một thí dụ 1 lít pha cho 50 lít hoặc 20 lít, mình phun lên mùi, phun lên rác thải, phun lên toilet hay là phun bất cứ chỗ nào mà nó hôi thối đó mà nó hết mùi ngay, coi như mình đạt thành công theo ý muốn yêu cầu. Rồi
Vậy thì mình xin kết thúc video ở đây. Chào toàn thể cô bác bà con.